Hello, chào tất cả các bạn nha. Hôm nay sẽ giới thiệu rất là nhiều mẫu xe. Đầu tiên là một chiếc xe cấp cứu nha. Đây là giống này. Đây là giống thật nha các bạn. Đây, mở cửa này. Đây là cửa luôn nha. Ok. Đây thì sẽ cửa cho bạn nhìn ra. Đây là giống thật nha. Đây, mở cửa đồng xe sang cửa này. Mình bấm này, chọn chọn xe bay ra như này.